Hương nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều người quan tâm đến sản phẩm này và sẽ quan tâm là cái nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào, thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì Hương là người rất là khó tính và Hương không dùng những cái sản phẩm mà nó kém chất lượng đâu ạ. Những sản phẩm mà nó có hóa chất này, nó có kem lột, kem trộn này, hay là kem tẩy là không bao giờ Hương dùng. Cái kiểu dạng là lột da sao nó bong chóc vẩy ra là không có dùng đâu nha. Hương chỉ sử dụng những cái sản phẩm nó là thiên nhiên thôi. Thì Hương có thể khẳng định mọi người, cái Skin IC này, cả combo cả ba sản phẩm này, thì thành phần của nó nguyên liệu 100% là nhập khẩu Hàn Quốc. Đó, nguyên liệu 100% là thiên nhiên, nhập khẩu Hàn Quốc. Sản phẩm đã được đài truyền hình đưa tin rất là nhiều, được chứng nhận, được kiểm định, được cấp phép của Sở Y tế. Và tiếp theo nữa là rất là nhiều diễn viên trong Sài Gòn nổi tiếng đang sử dụng, ví dụ như là chị Trịnh Kim Chi này, Lê Dương Bảo Lâm này, bạn Thúy Ngân này. Đó, và bên cạnh đó thì ở ngoài miền Bắc thì đã có Thanh Hương dùng này. Và ngoài Thanh Hương thì còn có rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đang tin dùng và sử dụng cái combo dưỡng ngày và đêm và kích trắng ủ trắng của Skin IC nhá. Đây ạ, đây chính là cái chai kem ủ trắng than hoạt tính Hương vừa mới dùng đây ạ. Ngày hôm nay review là bởi vì đang có chương trình khuyến mãi. Thì đây ạ, combo về cái sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên Skin IC. Thì bộ combo của nó bao gồm có 3 sản phẩm. Đầu tiên là kem ủ trắng than hoạt tính này. Tiếp theo nữa là kem dưỡng thể trắng da chống nắng ban ngày. Và đây là kem dưỡng thể trắng da ban đêm. Thì mỗi một cái sản phẩm này là giá là 490.000. Thì hiện tại bây giờ bên công ty đang có khuyến mãi là mua 3 sản phẩm, cũng như là cả một combo như thế này, giá mỗi sản phẩm là 490.000. Thì giá cả 3 sản phẩm là 1.470.000. Mình được tặng thêm một chai sữa tắm cũng giá 490.000 nữa, được tặng thêm một voucher là 100.000 nữa, và mình được free ship toàn quốc. Có nghĩa là khi mình đặt hàng là mình không có mất tiền, mình không có mất tiền phí ship nhá. Cả ba sản phẩm này có giá là 1.470.000, được tặng thêm sữa tắm, tặng thêm voucher 100.000 và được free ship toàn quốc. Cả nhà nhớ để lại số điện thoại để bên công ty có thể liên hệ để tặng quà nhá, để tặng và để khuyến mại mọi người, cũng là để ship hàng đến cho mọi người luôn. Ok, và Hương nghĩ rằng là khi mà sử dụng cái combo này thì nếu mà dùng thì các bạn nên dùng kết hợp cả ba sản phẩm là tốt nhất. Còn nếu nói rằng Hương thích sản phẩm nào nhất thì Hương thích cái sản phẩm kem ủ trắng than hoạt tính nhất. Và mọi người cũng sẽ quan tâm về cái nguyên liệu và cái thành phần của tất cả những cái sản phẩm này, đúng không ạ? Thì Hương xin được nhắc luôn là cái chiết xuất của nó là chiết xuất thực vật, như là trà xanh này, cam thảo này, nam việt quất này, rồi men bia này, là những cái nguyên liệu rất là thiên nhiên. Bên cạnh đó còn có cái tinh dầu ô liu này, và bên cạnh đó còn có cái gọi là cái tinh chất trà xanh này, tinh chất cam thảo này, và nó sẽ làm cho cái việc là dưỡng trắng này, vừa dưỡng trắng này, vừa chống oxy hóa này, vừa mang lại cho các bạn một cái diện mạo mới cho cái làn da của mình này. Và đặc biệt là với những chị em mà da bị bào mòn này, bị gọi là những cái đốm nâu này, những cái gọi là những cái bào mòn da nó không đồng đều màu da, chỗ trắng chỗ đen, bị lăng ben này, hay là cái mùa này nó hanh khô thì da cứ bị nứt nẻ này, rồi là bị gọi là bong chóc vẩy da này, hay là bị mốc da, là khi mình sử dụng cái này là nó không có những cái dấu hiệu như vậy nữa. Đó, cái sản phẩm này nó kết hợp được rất là nhiều những nguyên liệu thiên nhiên, nó dưỡng trắng hoàn hảo cho làn da của các bạn luôn. Collagen này, vitamin này, việt quất này, cam thảo này, trà xanh này, vitamin B3 này, vitamin E này, và đặc biệt là nó cải thiện, nó đẩy tất cả những cái dưỡng chất ở dầu ô liu, nó tái tạo, nó làm căng mịn cho da, nó trẻ hóa da và nó cải thiện, cũng như là nó hồi xuân, nó đàn hồi cho cái làn da của mình. Đấy là Hương đang nói về cái kem ủ trắng than hoạt tính mọi người nhá. Và tiếp theo nữa thì Hương sẽ nói thêm về cái kem dưỡng thể trắng da chống nắng ban ngày và kem dưỡng thể trắng da ban đêm. Thì Hương khuyên chân thành mọi người là chúng mình nên kết hợp cả ba cái sản phẩm lại với nhau. Tại sao lại kết hợp ạ? Khi mà mình dùng cái kem ủ trắng than hoạt tính này thì cái thành phần than hoạt tính này nó có một cái chức năng, nó thay thế một cái gọi là một cái tẩy tế bào da chết. Nó sẽ hút được tất cả những cái tạp chất, những cái tạp bẩn ở trên da và nó làm sạch cái bề mặt da. Và sau khi mình dùng cái kem ủ trắng than hoạt tính rồi thì mình có thể dùng kết hợp với cả ở dưỡng thể trắng da ban đêm. Đó, kết hợp cả ba sản phẩm này, kem ủ trắng than hoạt tính này, sau đó dùng cái kem dưỡng thể trắng da ban ngày dùng cho ban ngày, kem dưỡng thể trắng da ban đêm dùng cho ban đêm. Và bên cạnh đó thì đây ạ, đang có chương trình khuyến mãi là mình sẽ được mua combo, mình được tặng thêm một chai sữa tắm này. Cái chai sữa tắm này nó có tên là White Skin Bed ạ. Đây ạ, chính là cái chai sữa tắm này thì mình dùng như là sữa tắm hàng ngày thôi ạ. Và cái công dụng của nó thì cũng là để làm sạch da này. Đó, nó không có cái cảm giác là mình bị vàng lông này, không cảm giác bị kích ứng da này, da nó an toàn tuyệt đối này. Và khi mình sử dụng xong cái sữa tắm này thì da của nó cũng sẽ gọi là được gọi là trắng sáng mịn màng hơn này, nó hồng hào tự nhiên hơn, nó cấp ẩm cho da hơn. Đó là những cái công dụng của những cái gọi là sản phẩm chính này. Nhưng Hương vẫn khuyên mọi người là mình nên sử dụng cả một cái combo cho nó đủ tất cả các sản phẩm, bao gồm kem ủ trắng than hoạt tính này, bao gồm có kem dưỡng thể trắng da chống nắng ban ngày và kem dưỡng thể trắng da ban đêm nữa. Mình dùng đủ cả ba sản phẩm này kết hợp thêm với sữa tắm thì nó là điều quá tuyệt vời. Và ở đây Hương xin phép Hương sẽ
làm sạch luôn cái da bên này để mình so sánh luôn là những cái gì nãy giờ Hương chia sẻ nó có thực sự là tốt như vậy không nhé. À, thực ra mọi người cũng phải để lâu lâu một chút, nếu có thời gian thì để độ tầm nửa tiếng hoặc là đến 25-20 phút. Chứ còn nếu như Hương nãy giờ Hương nói chắc được độ 10 phút thôi, nhưng mà cũng xin phép là làm sạch luôn để mọi người so sánh luôn ạ. Đây ạ, da tay bên này là đã có kem mủ trắng than hoạt tính rồi, còn bên này là không có. Đây ạ, mọi người thấy không ạ? Đây có, đây không ạ? Đây là Hương đã sử dụng cái skin AEC một thời gian rất là dài rồi. Hương đã dùng qua hết mấy liệu trình rồi, nên là da Hương khá là đồng đều màu da. Nhưng mà rõ ràng đây khi Hương sử dụng vừa cho mọi người xem đây thì đây đúng là 1:10 và đây là 1:56 đúng không ạ? Còn nếu với những bạn mà các bạn dùng lần đầu tiên, Hương đảm bảo là 1:10 một tịt luôn ạ. Chỉ cần 1.470.000 thôi mình đã có combo cả 3 sản phẩm rồi. Lại được tặng thêm một chai sữa tắm, được voucher 100.000 và được free ship nữa ạ. Ok, hy vọng rằng là cái clip này thì Hương làm thì nó cũng ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó cũng gọi là đủ để cho mọi người có một cái sự trải nghiệm về cả một cái chọn bộ cái gói combo về skin AEC chăm sóc cho da, đặc biệt là body này, và vừa là dưỡng ngày, vừa dưỡng đêm, vừa chống nắng, vừa dưỡng da, vừa chống lão hóa, vừa chống oxy hóa, và quan trọng nữa là kích trắng ủ trắng cho da bằng cái kem bổ trắng than hoạt tính này thì nó thực sự là tốt. Đây mọi người thấy không ạ? Và Hương không có sử dụng những cái loại sản phẩm khác ngoài cái Skin AEC này đâu. Và giá thì rất là vừa phải thôi. Mọi người nhớ nhá, để lại số điện thoại để bên công ty có thể liên hệ với các bạn để tặng quà khuyến mại cho các bạn và ship hàng đến tận nơi cho các bạn nha. Ok, chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui, thật là hiệu quả. Và chúc mọi người da sẽ đẹp với cái bộ chăm sóc da của Skin AEC giống như là Thanh Hương nhé.